Vừa Lan Rừng Ba Miền, hôm nay kính chào tất cả quý vị khách hàng đang xem là live nhá. Hôm nay là ngày 21 tháng 11, bên Vừa Lan Ba Miền. Hôm nay em sẽ phát phiên ngày 21 tháng 11 gồm có Đại Châu, hay còn gọi là Nghinh Xuân, Kiểm Phán Trị, Hạc Vĩ, Long Tu Đá, Long Tu Xuân, Hoàng Lạp, Tam Bảo Sắc. Đấy, hôm nay bên shop em gồm về những mặt hàng đấy. Đây là Đại Châu, đây ba cây này là 2 kg, ba cây này 2 kg trị giá 300.000 nhá. Đơn hàng số 1 300.000 cho ba cây Đại Châu. Ba cây này là 2 kg, hai cây này 1 kg, 200.000. Đây 90.000. Đây hạc vĩ đang vào mùa, xuống lá thắt ngọn đang sưng nụ hết. Hạc vĩ rừng nhé, bên em là hàng rừng, hoàn toàn là hàng rừng nhé, đang sưng nụ này. Đấy, 1 kg hạc vĩ, 1 kg hạc vĩ đây có giá 90.000. 90.000 nhá. Đây là 1 kg long tu xuân. Long tu xuân, 1 kg long tu xuân thì giá 150.000. Đây long tu đã 80.000. Đây là em đã sắp sẵn 1 kg cho khách hàng xem nhé. 1 kg long tu đã là 80.000. 1 kg tam bảo sắc cũng 80.000. Đây 1 kg đai châu 90.000. 1 kg đai châu là 100.000. Mới này thì 90.000, còn bên này là 100.000. Hoàng Lạp 90.000 1 kg ạ. Hoàng Lạp 90k nhé. Đây là em đã cân sẵn 1 cân cho khách hàng này. Hàng rừng mùa này là gửi đi cho khách là ok nhá. Anh em hàng đảm bảo cho tất cả các khách hàng đến tay khách hàng là đẹp nhất này. Đấy, Hoàng Lạp. Đấy, Hoàng Lạp 1 kg 90k nhá. Bao đẹp luôn. Đấy, bên hàng em là bán theo kg. Một kg 90k. Gồm 1 khóm, 2 khóm, 3 khóm, 4 khóm, 5 khóm. 90k 1 kg hoàng lạp. Toàn bộ đấy là hàng, hàng bên kho em hôm nay về mà khá là nhiều. Có hoàng lạp, long tu đá, long tu xuân, hạc vĩ, tam bảo sắc. Bên kia là Đại Châu đồng giá 100.000 nhé. Đại Châu 100.000 1 kg. Cho tất cả các quý vị lên đơn nào. Cứ ngoài ra thì còn có chương trình khuyến mại đặc biệt. Đấy là mua 3 chậu kiểm phán trị sẽ được tặng 1 kg Đại Châu. 3 chậu kiểm phán trị tặng 1 kg Đại Châu nhé mọi người nha. Đây. Hay cứ 3 chậu kiểm phán trị sẽ được tặng 1 kg Đại Châu. Đấy, Đại Châu thì em đã sắp sẵn đây rồi. Hàng to đẹp, hàng đang nụ nhá. Quý vị có thể là chọn 3 kg kiểm cho sẽ được tặng 1 kg Đại Châu, hoặc là 1 kg tam bảo sắc, hoặc 1 kg hạc vị, hoặc long tu đá. Mọi người có thể chọn loại hàng của mình yêu thích. Cứ 3 chậu kiểm phán trị sẽ được tặng 1 là 1 kg Đại Châu, hoặc 1 kg tam bảo sắc, hoặc 1 kg hạc vị, hoặc 1 kg long tu đá. Đấy, tất cả mọi người ủng hộ kênh giúp em nhá. Cho em một đăng ký và để lại số bình luận dưới bài, số điện thoại dưới bình luận ở kênh YouTube A Cong Lan Rừng Ba Miền. Kính mời tất cả mọi người đang xem cho em một like và một chia sẻ, một đăng ký kênh tại A Cong Lan Rừng Ba Miền. Thế hôm nay vì em chưa đủ điều kiện để phát trực tiếp nhiều nên chỉ lên được các cái video để cho quý khách xem rõ hơn ạ. Thế, 3 chậu kiểm phán trị nhé. Đây là 3 chậu kiểm phán trị sẽ được tặng 1 kg Đại Châu.
Đây 1 kg hoàng lạp giỏ giá 90.000. 1 kg đai châu 100.000. Đây 100.000 đai châu này. Đai châu 100.000 là 1 cây, 2 cây, 5 cây nhá. Đó, 5 cây đai châu 100.000 hàng đang nổ. Cứ 1 kg đai châu là 100.000. Đây là 8 bảo sắc 80.000. À 1 kg long tu xuân 150.000. 1 kg long tu đá. 1 kg long tu đá 80.000. 80.000 được. 80.000 cho đống này nhá. Tha hồ về trồng hàng đang sưng nụ này. Hàng đang sưng nụ nhá. 80.000 chỉ 80.000 nhá.